Với chủ đề sắc vàng hương cốm, lễ hội cốm Dương Quỳ huyện Văn Bàn sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21-22 tháng 10 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Cùng với phần lễ trang trọng, phần hội sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như lễ hội đường phố với sự tham gia của khối các dân tộc Tày, Thái, Dao, Xa Phó, Kinh, thi dân ca dân vũ, ra mắt các câu lạc bộ khắp nôm của các xã, hội thi dã cốm truyền thống, giải chạy trên biển vàng, trưng bày ẩm thực thông qua 20 gian hàng của các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã. Thông qua lễ hội, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Tày trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, hướng tới xây dựng thành sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách.